Hi yo, what's up anh em? Ok, what's up trở lại anh em Mai Quân. Vẫn có thể vẫn là mình thôi, và hôm nay tiếp tục như thế. Hỏi đáp về của Ngạc MU, và rồi nâng cấp Ngạc MU tiếp anh em ơi. Ok, và rồi xin khi vào chủ đề chính và nói những câu nói nên nói, thì anh em có nhu cầu gì thông tin liên hệ cứ như thế nha. Như cho mình nếu có comment lần hoặc là trong phòng mô tả nha anh em. Ok, vẫn như cũ như thế thôi. Và rồi hôm nay anh em quyết định rồi. Chúng là sau hồi qua mình làm clip cho anh em xong, có mình nằm mình suy nghĩ nha anh em, mình nằm đi mua Netflix nha anh em, và mình đi mua khăm nữa nha. Rồi mình test thử cái sơ đồ đó, đá anh em đá quá trời đá, đắt thua không luôn. Đá bị quét cả hai cánh nè, mà đá bị quét thủng hoài luôn, mình kỳ anh em, mà mình thấy cống rồi, cho nên mình trở về cái sơ đồ đương đại này nha anh em, sơ đồ cổ điển như thế. Ok, chung là mình sẽ chơi gọi là nè Dio, và đây là Leblanc sẽ nâng cấp của mới, và hôm nay nó xong là sẽ nâng sẽ đập Leblanc mình cùng 7 anh em. Nếu mà bế đi, nếu cho dù lên hay đi cũng bế đi nha anh em. Ok, và cũng đã mua luôn rồi, mua Leblanc kia rồi nha. Và rồi Netbet này nói chung là hồi sáng mình đập định nạp cộng 2 nhưng mà nhảy lên 4 luôn anh em, quá sướng quá. Hay mình điều đó là chết, bán Netbet cộng 4 lời nữa anh em ơi, sướng nữa. Ok, mình quyết định này là mình sẽ chơi cái sơ đồ này anh em, quá nó học quá hợp lý anh em ơi. Ok, và ba cái anh nói chung là Van Messi và Ferran đẩy qua vị trí điện nào đây, vị trí gọi là LF với RF anh em, nó ít thuộc chỉ số anh em, thuộc có hai điểm mà hai điểm super bot, à chung là không đáng nhiều, khá hợp lý luôn anh em, quá đã luôn. Tuy là đá hơi gần đĩa anh 7 nhưng không sao anh em, không có gia cánh nhiều anh em mà. Ok anh em ơi, hồi trước mình nằm cái mình đặt Leblanc này miên thử anh em, vậy cũng có người nhả anh em, mình nghĩ là bạn mua khó lắm chứ, giờ xuống giá anh em, có mua 6 tuổi rồi, mua 52 tuổi vãi rồi đâu. Không sao anh em, đam mê là trên hết mà, Rio Ferdinand này chắc mua xa quá. Ok, mình bán Leblanc này đi, xong cái mình đập, nếu mà Leblanc này xịt lên thì cũng đập nó về 4 anh em để bán đi thôi, cộng 5 mình không thể nào mà bán được rồi. Ok, mình sẽ chắc mua cụ này về lại anh em ơi. Ok, bán cụ này đi, phải mua cụ này về đó, mình cảm thấy giá cụ này khá là ngon. Mùa gọi là tổ ti icon nữa anh em, mà cho nên AI nó khá là khôn anh em. Ok, nhận cụ Leblanc này về thôi, cũng anh em nói cụ này khá là ngon. Mình thấy bút tóc khá đã nha anh em, bởi vì cái giá mình mua hơi bị chua luôn anh em. Biết giờ mình để từ từ mình mua, mình vội quá anh em, cuộc sống vội vàng quá. Không sao, đam mê là tất cả anh em ơi. Cụ này bút tóc có thứ mình rất là mê điều đó nè. Mình nhất thích cầu thủ bút tóc anh em mà. Ok, nói chung là để Leblanc trong đây đi. Chờ nào đập xong mà gắn cái cụ ghi vô, cụ Leblanc mùa mới ghi vô lên anh em. Để đây khi đây anh em, lên còn 7 giờ có kèo còn 8 anh em xem luôn thì lọc lấy. Đưa Ferdinand anh em chụp cái đánh đá mà có định kiến, có nên nâng icon Antenai lên hay không anh em. Mình cảm giác nâng icon Antenai thốn quá anh em, mà không biết AI nó như thế nào. Mình cảm giác AI 120 thế mà đấu quá anh em ơi, cực kỳ sao chơi cống anh em à. Và nếu mà nâng 128 anh em dự đoán mất bao nhiêu TP nè hả? Anh em dự, anh em cho mình cái giá là phải trả cho cái con 128 này đi anh em. Mình thấy nếu mà nâng 128 là chạy khá là nét nè, boost skill boss và thẻ kinh nghiệm có thứ vô khá hợp lý anh em à. Ok, nhưng mà hơi bị ngốn TP anh em ơi. Chơi mọi cần tên này phải có VND thật nhiều mới chơi được, mới chơi nổi, mới theo nổi anh em à. Còn không có VND chơi hàng này thốn anh em. Nói chung là chơi mua hàng trên thị trường là bảo ok, mà định mua cái Rival phát điện năng kia nha anh em, thứ mùa là Leblanc nãy á, nó lại hợp lý nè, mà hai bên cánh hợp quá đẹp luôn. Ok, nói chung là anh kèo anh em quơ thôi. Gì? Thì đó đang trước anh em, vẫn cái giá cũ đợi mình nha. Xong kèo của mình là kèo cuối nha anh em. Ok, đợi mình tiếp thôi. Hôm nay hứa hẹn sẽ lùm được cái gì đó. Here we go, chào lại anh em ơi. Ok, để mua đồ đen cái như thế rồi. Chén là nào. Và rồi một nhịp đi anh em ơi. Hôm qua một ngày thật là đen, anh em đập thẻ toàn đi của anh em luôn. Quá là có lỗi luôn anh em. Hy vọng hôm nay sẽ không có lỗi thế. Kèo đợi mình tiếp nha, hôm nay ít kèo nha. Theo cơ trở lại anh em ơi, chuyển tém rồi, mấy đẹp lên nữa anh em ơi, tới giờ nó nữa rồi đó anh em nè. Ok, chuyển lỡ, hiện lên, bà đủ tiếp cũng cái đẹp mình nha anh em. Chuyển anh em ơi, tiếp tục như thế thôi, mấy đệ mình vẫn đăng báo anh em, vẫn gáy ở ngoài. Khá là khó chịu nha, trên đó anh em vì điều đó với những tiếng ồn đó. Ok, vẫn tôi không có lửa, đợi mình tiếp thôi. Ok anh em ơi, tiếp như thế thôi nào, lần này chơi một nhịp đi. Nhá lửa đi nào. Lo rồi em bài em. Cờ gì? Bài gì nhiêu? Bài nhiêu? Trời đất bài nhiêu? Hai con cụ đang mất hả? Cụ này em ơi, mình đừng có suy nghĩ trong đầu, chắc chắn sẽ ra cụ này rồi. Mình sao anh em có hầm mà vui à? Ok, bọn ông áp. Nhưng mà giỡn. Rồi mình tiếp lên nào. Here we go anh em ơi, hết cuối nha. Xong lên cửa này em quên. Có một cái đường hầm là đủ vui rồi. Nói chung là nó đang dài tôm, có một cái đường hầm là quá đủ anh em. Ok, lửa luôn thì đẹp nữa nè. Ok, không có điều đó. Ok, đợi mình nha anh em.
Hãy vô lên kèo này quên nha anh em. Ok kèo đầu tiên, quăng kèo của anh em Đức vô. Quăng một đó là kèo cộng 5, kèo LB cộng 5 nha anh em. Khứa nhìn thẻ hơi bị phèn nha, hơi bị đen luôn. Ok đập luôn nha anh em, đợi mình chết phôi nha. Ok trở lại anh em, quăng vào phôi người anh em để như thế này nha. Thật sự luôn mấy mấy đệ mình giờ nó ồn quá anh em, mình không biết cách nào để dỗ dành nữa. Cho nên kệ cho anh em sorry cái video đó nha. Chuyển thôi. 2, điều 305 3 4 lượt. Nếu còn 5 đi, giờ còn 8 sẽ lên. Ok, nhịp sáng này có lên nào là nó không? Ok, nó bằng xịt như thế. Ok, đợi mình tiếp nha. Ok, anh em ơi, kèo thứ 20 sân nhà chúng ta. Vâng, đó là kèo cộng 5 tiếp thôi. Vâng, kèo có người anh em gọi là Hoàng Giang. Vâng, kèo người anh em đưa ra là cụ của lít cộng 5 anh em. Và rồi, phôi người anh em để thế nào? Đồ người anh em chia lớn nha, phôi cũng khá là ổn áp này. Ủa, hai con này là full luôn hả? Ok, để full như thế luôn anh em ơi, bỏ 100 cây vô thấy cống nha. Ok, và rồi vẫn có nhịp như thế thôi. Kèo cộng 5 thứ 2, liệu có lên hay không? Nếu xịt thì có khi hôm nay lại đi anh em. Có một quả đường hầm như hôm qua, nó đang cho được quả di trên cô xong nó đập thẻ đi không luôn anh em. Vãi rồi, chiến nha. 1 2 3 4 dung lít. Sáng này trời ơi nó lại đi nữa sao? Vãi rồi anh em ơi. Ok trả lời anh em, mình siêu quả xong cái mình bị lú lời nha anh em. Ok cho nên phải cắt khúc đó nha. Ok bắt đầu chân ngồi anh em rồi. Cũng nam quá dễ dàng, cả năm thứ hai lại lên nha anh em. Hy vọng nay là một ngày tuyệt đẹp. Ok qua sân khách thôi, sân nhà hôm nay chúng ta hôm nay chỉ có như đâu đó nha anh em. Đảm ơn chú. Hay vô trả lời anh em ơi, qua sân khách thôi. Vâng kèo đầu tiên bên sân khách, kèo của người anh em Hồng Tài anh em ơi. Vâng mọi người anh em được kèo đó là hai kèo cộng 6, kèo của tổ khứa tê này cộng 6 anh em ơi. Ok đập của tổ tép. Ok, kèo tội là kèo đầu tiên chúng ta phải còn gì để bu cho mình em. Ok, đợi mình xíu nha. Ok, trở lại nha anh em. Vâng, kèo đầu tiên của tội, vâng, và phôi chắc người anh em để thế này anh em ơi. Người này không để tấm hình chụp phôi cho nên là mình để theo tự quyết định mình đi anh em ơi. Ok, và quyết định phương lạc cho người anh em chơi chắc kèo luôn. Chuyển nha anh em. 1, mấy đèn quả hồ quá, mình thua. 3 4 5 Dước. Kèo con 6 đầu tiên ngày hôm nay liệu có xung sẻ không? Nhịp sáng này lụm luôn. Mình đang siêu ta anh em, từ từ đi em ơi, đợi mình xíu. Ok đi em ơi. Hôm nay siêu nhà nhẹ như thế thôi nha anh em, bên ngoài có một số chuyện khó nói anh em. Cứ người nhưng mà mình không nên siêu lớn, người ta nhìn mình một cái mắt từ phán xét lắm nè. Ok vậy được rồi. Thì thứ hai thôi, tám nhân cái này thô thẻ anh em ơi, ngoại ngộ quá. Là clip này cấn quá, có người nhưng mà mình phải một mình có người thỏa mãn hết đam mê được anh em. Ok đợi mình tiếp nha. Ok tiếp tục như thế thôi, kèo thứ hai vẫn full rod và hai con trăm hai tư phôi xanh anh em ơi. Cô tỏ lên tiếng, giọng cửa này lên tiếng thì lại đẹp anh em à. Hay là cùng sáu liên tiếp. Chuyển nha. 1 2 3 4 5 6. Thật sự hôm nay là biết anh em xem á, mình làm clip trong sự ngại ngùng luôn nè. Mấy đệ mình sửa anh em không hiểu rồi đó. Nhưng mà phần này xịt luôn hay gì rồi. Ok, cho lên được kèo của tổ anh em. Khứa này muốn lên nhưng không lên. Sorry người anh em, đợi mình chuyển kèo nha. Ok anh em ơi, lên kèo tiếp anh em ơi. Kèo cộng 7 của người anh em Tâm nha anh em. Giờ nhỏ nhỏ là anh em ơi. Ngại quá. Ok, kèo đi đan cộng 7. Nói chung là kèo này free thôi anh em ơi. Hàng đi đan, hàng free. Ok, lên thì cộng sút sẽ có cộng 8 anh em xem. Chiến nha. 1 2 3 4 5 6. Mấy đệ mình nó ôm sầm quá. Này đặt trẻ lên không, không siêu nổi anh em, không thấy siêu được. Cho nên chúng ta vui sướng chân im lặng anh em. Ok dừng đỏ nữa rồi, sorry người anh em nha, anh em nay ngắn gọn thôi. Ok đợi mình tiếp nha. Ok anh em ơi, tiếp tục thôi. Vâng lên kèo mình luôn anh em ơi. Vâng kèo anh 7 cùng 7 tiếp thôi. Phải rồi, hành trình chỉ thua anh 7 này còn 7 khá là nhanh nhanh. Anh em đập quá nhiều lần nhưng mà chưa lên, hy vọng này sẽ còn cái gì đó là một điều bất ngờ. Ok kèo này xong, lên kèo anh em qua tiếp. Kèo cộng 8 bắt chị sung nha anh em. Rồi để cuối luôn. Ok mà có lửa xong mới qua đập anh em. Tốc độ xíu. Ồ có lửa luôn này. Còn gì? Bồ được nha, hôm nay hả? Ít tê luôn này. Ôi bà giết phải rồi. Cứ ra mót cho mấy ai bà đấu giá nhiều ơi. Ui lửa anh em ơi. Qua đập luôn anh em ơi. Lần này chắc mình nếu định xong không chơi full anh em. Hôm nay full tuần đi đúng không? Lần này quyết đó là phát lực full. Ok đợi mình check phôi kỹ nè.
Here we go, trở lại anh em ơi. Vâng, và rồi mình quyết định để phôi thế này anh em, ba phôi xanh luôn. Ok, gần full nick chưa full. Anh Bảy ơi, lên tiếng đi, quá nhiều lần vậy đó anh à. Em đã gọi là đến mức giới hạn của bản thân rồi đấy anh à. Hãy lên tiếng cho em là một lần đi nào. Rồi rồi, sẽ có vòng 8 anh em xem. Ui, con gì lọt đây, ok đợi anh em. Vãi rồi, con gì đám dưới xuống bụng mình anh em. Vãi một đời luôn anh ơi, có điểm báo chăng. Biết là được, chỉ nha, bảy nháy thôi. Một là màu đi, hai, ba, bốn, năm, sáu, ok, dứt, bao hộp nữa, dứt. Quá nhiều lần anh em mới đập quái rồi, đập luôn rồi. Nhưng mà đi không là đi mà. Nếu mà đi nữa thì tích thể bảo vệ đập tiếp. Vãi rồi anh em ơi. Bây giờ anh Bảy mới lên nhưng mà chịu rồi. Bây giờ không full, nói chung là full mặt cũng đi mà không full cũng đi. Chắc cứu được cho full đi cuộc đời thực sự. Mày khó tính quá, còn sao hết đát. Ok, đợi tiếp anh em lên kèo new world nào. Here we go anh em ơi. Ok, lên kèo con 8 thôi, kèo cối luôn. Vâng, kèo anh em thanh tâm. Vâng, kèo anh em đưa ra đó là gì nên biết rồi đó. Vâng, bắt chi sung con 8 anh em ơi. Mùa hero, thêm ra đáp mùa đẹp bên đô. Chung 4 năm anh em, mùa này nói chung là thu World Cup nữa. Và World Cup vẫn ngon hơn là cái gì đó. World Cup thật sự nét anh em, chung 5. Ok, chứ rồi mùa này cũng có tắp bút một chỉ số suốt được có thứ được này. Nhưng mà vẫn không ok bằng toàn bằng mùa World Cup anh em ơi. Ok, chỉ thôi. Con 8 này lên, ôi cũng rẻ nhưng mà mùa hero là rẻ vãi. Ok, chiếm và 125, 130, 126 vâng. Vọt cũng khá đẹp này, hy vọng sẽ lên nha anh em. Ok, bữa lên thấy cộng 8 liên tiếp, hy vọng hôm nay sẽ lên được kèo cộng 8 nữa. Dạo này đập cộng 8 cho cảm giác rồi. Rồi hy vọng lần này sẽ lên nữa thì là tuyệt đẹp nha anh em. Xong rồi là sân nhà, lên kèo mình thôi. Ok, chiến nha anh em, cuộc sống này nó nhiều lợi mắc hay anh em, nó nhiều là màu rồi đi. Chiếm 1 2 3 4 5 6 7 và đây là bắt gì? Sáng này á, từ để mình ăn đi mưa, mình thấy màu đỏ đỏ, nhưng mà gì đỏ đây? Viền đỏ, vãi rồi, anh em hôm nay lên đúng kèo con 5 với kèo con 6 của tụi anh em ơi. Nói chung cũng đỡ, đỡ xịt hết, qua là xịt hết luôn đó. Ok, về đến sân nhà thôi, kèo mình, cái dòng kèo mình sẽ một mùa lên luôn, thầy đẹp lên, mình đập tiếp kèo con 8 anh xem luôn á. Không gì thì đỡ có thể xảy ra, ok đầu anh em, về sân nhà nào. Here we go, chơi với sân nhà anh em, lệnh kiểu chính thôi nào. Ok, còn 7 giá trị 130 tội nha anh em. Và rồi phôi thế nào, vãi ông chưa chắc phôi kỹ nữa, ok đợi mình nhé. Vãi ồ quá anh em, phôi để vừa khích luôn anh em, vừa đúng luôn anh em, vừa đúng full luôn ấy. Mình đặt không full cho anh em coi anh em à. Thật sự full có thấy bất đấu sao á, bữa nay full ta. Ok đợi mình suy nghĩ anh em, full kỳ kỳ sao á, đặt chơi mà full. Ok anh em ơi, phôi thế này nha, bỏ cổ Faracat vô dứt luôn. Chờ cổ phôi 120 cái lợi UR cao quá đặc uổng anh em. Ok, bốn mạch nhí thôi, kia bốn mạch này lại lên đó chứ anh em. Cuộc đời đi son dữ nhây với mình lắm. Bữa đập đi rồi bế lên hai kèo liên tiếp chịu rồi. Bà Đan 7 không ngờ luôn. Ok, bà Đan có muốn đi với mình thì ok để đó luôn. Bà Đan nó cháy mà anh em, bán đi uổng lắm. Thì giờ đập phá về tốn bao nhiêu công sức anh em mà kỷ niệm anh em ơi. Ok, chuyển nha, bảy nháy. Hôm nay dùng do 1 2 3 4 5 6 7 mình nghi lắm, cuộc đời game chôn lắm anh em. Vãi rồi, chôn thiệt á. Nhịp sáng này khi nào lại chính là nó. Ok. Không, nói chung điều đó không xảy ra anh em à. Không xảy ra thì gắn cụ cái về đâu, vô thôi. Ok, nâng cấp em này lên một cách thật là tuyệt đẹp và gọn ghẻ. Ok, nâng lên luôn anh em ơi. Nâng được 2 lần à. Phải không? Ui, thiếu 300 mảnh anh em ơi. Kê chuyển mấy cái thẻ kinh nghiệm thẻ đá qua cho người anh em cho nó đẹp đẽ nào. Đâu mất tiêu luôn rồi. Ok đây nha, không biết chạy bao nhiêu anh em mà mình nghĩ chạy nét anh em. Cũng biết tóc mà đá cái cánh hợp lý luôn. Thêm mình đá mình để qua đây anh kia đá cánh khá ngon luôn anh em à. Để là mình ăn này vô thì ngộn ngáp anh em. Anh tranh chấp những pha đánh đầu tạc cánh của mấy khứa anh em, khá ngon á. Ok, ba đan mình gắn cho ba đan cái lá phổ gì nữa anh em, nét luôn anh em à. Thật sự là ít tốn thể lực. Kiên cường đến phút cuối cùng mà. Chạy công bảy ò luôn. Ba đan đã rồi là B cũng cháy mà. Ok, ba đan anh em mình đổi chỉ số là lá phổi nha. Khá nét luôn anh em.
Đủ chiến chưa nào? Ok, cụ này chạy bao nhiêu giờ đây? 251, anh em quá sướng điều đó luôn. Vãi ồ luôn rồi, chỉ số ẩn nó quá húp anh em. Chỉ số ẩn quá đã, 4 số ẩn quá ngon. Thì cụ này chưa test thử anh em. Ok, và anh em à, có nên thay gọi là có nên thay đưa phát năng không? Và thôi chắc mình mua cụ xe bao coi ghê quá anh em ơi. Thật sự bao coi về đá xe mờ hợp lý anh em, cụ nó ngon. Ok, vô chắc đi từ đi, đang có cần cho tên ai anh em thay cũng ổn, anh em cũng phí anh em mà. Ok, và năng lên chắc cũng ổn viền đi, cho nên cũng hơi bị sốt đi đó, cũng hơi là cấm cấm hơi sườn sườn gì đó anh em ơi. Làm cho mình có ý kiến thật lòng nha, cảm ơn anh em rất nhiều. Ok, đi mồi cụ này vui vui cái coi lên không, nó lên thứ ba anh em nha. Cứ ngồi đây mồi nó chuyện sầm sầm một xíu. Ok, nó như vậy như thế thôi. Lên clip chủ yếu là quay mẹt mẫu quế rồi là hành trình rồi là đi thay đổi em nó anh em một cách hay hò luôn. Ok. Ok, anh em làm biến mồi quá, anh em giờ đi vô nó coi coi giá của lại lăng như thế nào đấy, cũng 5 cái bán thôi nha. Cũng 5 này mà canh minh khó khăn quá ấy cò thì mình đã từng canh minh con này rồi. Thường tầm là 11 giờ gì? Mình nhớ không lầm là 11 giờ 15 đúng không? Ừ đúng rồi anh em. Nói chung là level 5 cộng 5 này là 11 giờ 15. Tầm đó 10 14 15 gì đó quên rồi, mình nhớ là vậy hay gì. Có ta 11 giờ 15. Ừ mình nghĩ như thế thông thoáng đấy nè. Nói gì nói chứ mà đập như 4 bán à. Ok, cũng nó không bao giờ bán không? Sợ nó quá lâu rồi đó. Mình bán đi, mình bán cộng 4 thôi, xong cái mình bán netfest đi, mình đọc là bắt khâm lên xíu xíu, mình bán đi miếng nữa. Cứ chung gom rồi cứ tích đủ một sợi bao côi đó anh em ơi. Phải à, bạch mình lên 6 cái hồ luôn. Tưởng điều nó xảy ra thì là phải chỉ đầu cuộc đời. Ok, thì đập lên tự nó phá nó về, cảm thấy nó sao sao anh em ơi, thật sự luôn. Đọc con ngào lại lên mà. Ok, bán đi, tạm biệt em, đã gắn bó anh mới bao nhiêu lâu và bao nhiêu kỷ niệm rồi. Anh Bảy này gắn bó mình cực kỳ lâu luôn, anh em không bao giờ bán mà mình thề với lòng luôn nè, mình để chơi cuối đời luôn nha. Ok, cho cái năm lên thôi chứ không bao giờ bán, không biết bây giờ mới đọc lên 77 nè. Có anh em đọc lên 8 quá sướng, mình chạy lòng lên, mình gato với nhau luôn. Mình nghĩ trong đầu không biết bây giờ mình có bế được anh Bảy lên cộng 8 nên mình đã đi mua thiệt thôi. Mua được điều xe lòng, thà đi mua mấy con hàng xịn hơn, thà đập anh em quay là thấp mà đúng không. Cộng 7 điều khá khó rồi, nó cộng 8 anh em ơi. Ok, nếu bán này, nếu mà bán này min cũng khá là dễ nè. Cộng 5 chắc bán không có người mua luôn anh em, còn 5 có. Đọc hình hình nhảy được cộng 4 anh em giờ bán đi chứ giờ thăm tham lại đi, cuộc đời không nên tham, anh em tham thì thăm đấy. Ok, và rồi, mình có nên thay gọi là Swan Tiger này không anh em, mình thấy One Cup khá là nét anh em. Và Swan Tiger này mình có thấy có cái mùa cũng khá là nét anh em. Có cái mùa y chang Bắc Thâm này, mùa nét vết này nè. Ok, đi sau cho anh em coi luôn. Vô này chắc mình thấy giá không lên xuống nhiều hoài anh em, chứ cứ vô cũng ba đủ thôi. Đúng không anh em, mình thấy nhìn xịn sò này, mini phay khá là chất lượng. Ok, CM đúng không? Chị quan tay gơ cái mũi bút tóc luôn anh em, mà mình cũng khá nét đấy. Vãi rồi vậy, ok để mình chết lại đi. Ok anh em ơi, cụ Sebaco này chắc hay không bằng Toti đâu anh em, thật sự. Và rồi, ok, chị quan tay gơ đây anh em ơi, giá 17 tuổi thôi. Nhưng mà chỉ số thì mình đánh giá là ổn phết luôn anh em. Chỉ số y chang gọi là chỉ có quốc đi chang gọi là quân World Cup, không khác một nét gì luôn nha anh em, không khác một gì hết. Ok, có khác cái độ là cao hơn anh em, mà có nên mua không ta? Giá cũng hợp lý luôn em, giá của 7 tuổi rồi, giá rẻ vãi hò luôn ý. Nhưng mà là cao quá đập thốn á. Này có mấy anh em nó đi mua 1 năm luôn hay gì. Ờ thiệt quả luôn, mua 1 năm luôn. 1 năm giờ đá nét luôn, cụ này quá ngon rồi, thấy nét hơn. Cụ này chassis, giá mà đủ nè. Cụ này giá mấy, 4 mấy luôn. Cái gì 40 tuổi là mua là đủ rồi. Giờ cụ này mua đặt là sẽ có nhà nhã liền anh em, mình nghĩ thế. Swanager này với Swanager mùa này anh em đánh giá hay mùa này mùa nào hơn? Mùa này không có bút tóc anh em, khá là đáng tiếc vì đó, nếu bút tóc mà sẽ mua rồi thì khá là cháy. Thế này hơi phèn phèn xíu anh em, nhưng mà chỉ số nó ngon nha. Ok, nói chung là hôm nay như đó rồi nha anh em, thiên anh em đó là đủ rồi. Và chờ đợi hành trình thôi, hành trình gọi là thay tiếng giữa xíu nữa. Mình đang cắt thêm cái tiếng giữa đẹp đẹp cái nữa, mua cụ khi về thì nó là hoàn chỉnh và đi đá cho anh em coi tiếp nha. Và cụ Rio chúng ta phải chờ đợi win đi tiếp thôi, thì chờ đợi gọi là mới TV cài chai nữa. Ok, thật sự là mấy ngày nay mua bán cầu thủ cho hẹt này khá là mệt mỏi anh em à. Suy nghĩ và nhức đầu luôn em, suy nghĩ sơ đồ các thứ văng mà cuối cùng đã lựa ra một cái sơ đồ khá là ưng ý nè. Văng mà đã ra sơ đồ này, sơ đồ bán là 4321 anh em, quá hợp lý, quá ưng người sơ đồ này anh em ơi. Ok, chừng nào mình đem đi test cụ này biết có cháy hay không. Ok ba anh em nha. Và nếu có nhu cầu thì liên hệ với như thế nha anh em, dưới phần comment là trong phần mình trong phần tả nha.
và chắc hiện tại mình sẽ không nạp gói cho anh em được, quá hiện tại mình khá là bận, anh em có nhiều công việc phải làm cho nên là không có nhiều thời gian nạp gói cho anh em, cho nên tạm gạt là tạm gác việc nạp gói cho anh em sau nha. Giờ mình chỉ nhận kèo đập tẻ cho anh em thôi, làm clip kỷ niệm các thứ, anh em có cái tem color nào trên sò đội hình giá trị cao cao rồi có thứ đẹp đẽ rồi muốn trải nghiệm lên clip thì có thể gửi mình luôn nha anh em, mình rảnh có thể làm cho anh em coi về những cái clip như thế, anh em muốn xem mình đá thì có thể làm. Ok, cho nên mai anh em nha, anh em cảm ơn rất nhiều video đó, cũng sorry tất cả anh em qua bị mình bế đi ngày hôm nay nha. Ok, bye anh em.